Vinh, anh có mua thuốc cho em này. Hôm nay về rồi hả? Sao hôm nay anh về sớm quá vậy? Anh tranh thủ đi về để mua thuốc, để mua cơm cho em đó. Mà cơm thì tí bà ba cầm đi đây cho em nhé. Thấy trong người hôm nay thế nào? Không khỏe nhiều rồi. Bệnh của em đâu có sao đâu. Cũng sắp đến ngày em vào viện để xạ trị lần hai rồi đấy. Cố lên. Em thì không sao. Em chỉ lo cho anh thôi. Thấy anh cậu khổ em thương anh quá. Nhiều lúc em không biết sao lại thương em gì như vậy nữa. Tuy anh và em ấy không có chung cha mẹ, nhưng mà lúc nào anh cũng coi em là em gái của anh mà. Mà em có đừng có coi thường cái bệnh của em nha. Có bệnh ấy thì mình phải chữa cho nó dứt điểm đi, khỏe lại để còn thực hiện ước mơ nữa chứ. Dạ em biết rồi. Con đi, còn bây giờ ấy chuẩn bị dậy đi để cho tỉnh táo để ăn người uống thuốc nhé. Anh chạy ra kiếm thêm chứ. Dạ. Cũng sắp tối rồi. Anh hai đi rồi xíu về sớm nha. Được, anh đi đây. Ê, ở bên quận 1 có mấy món ngon lắm mày, ăn không? Thôi đi mày, đồ ăn còn quá trời nè, ăn sâu hết. Mà mày mua thêm làm gì nữa? Mày biết từ đây đến tới quận 1 á là cả 20 cây số không? Tao có bắt mày mua đâu. Thì mày đặt shipper thì em tới đây thôi. Đồ ăn còn quá trời nè, mày mua làm gì cho tao tốn tiền? Mà tới trước nha. Mày mà có ý định chơi chọc á như lần trước á thì tao không có chơi mày nữa đâu. Chêu gì? Mày nhìn mặt tao giống đang chêu lắm à. Thôi, tùy mày. Chứ còn việc làm ăn của người ta mà. Sau lưng người ta còn gia đình nữa. Mà mày làm vậy á, thất đức lắm. Tao mệt mày quá. Lại nhảy hoài. Tao nói tao mua là tao mua. Tao có giỡn đâu. Alo anh ạ. À? Sao mày lâu quá vậy? Em đang gần tới địa chỉ nhà mình rồi. Nếu mà 30 phút nữa mày không có mặt ở đây, tao trừ tiền mày đó. Dạ anh thông cảm, anh đợi em một xíu nữa nha. Tại vì đường nhà mình cũng xa anh ạ. Cho nên anh đợi em một chút nha. Ừ mà nè, mày mua cho tao vài lít rượu luôn nha. Lẹ đi. Anh ơi, nhưng mà bây giờ em đang gần tới địa chỉ nhà mình rồi. Hay là em đến rồi anh thanh toán tiền hàng cho em, sau đó em đi mua lại rượu cho anh được không ạ? Thì mày lấy tiền của mày đó, mày mua đi. Tụi tao có quỵt đâu mà mày sợ. Nếu mà không có rượu cho tao á, tao không có lấy hàng của mày đâu. Ok anh, thôi thì bây giờ em sẽ đi mua cho anh. Dạ. Mẹ nó, gặp nghe thằng shipper gì đâu. Bộ nhớ quê mới lên hè, nói chuyện càng ngọng. Thì miễn người ta làm được việc cho mình thôi. Mà mày quan tâm giải làm gì? Uống đi. Alo anh ơi, em đến địa chỉ giao hàng này rồi. Anh ra nhận hàng giúp em nhé. Ê, ở đây nè mày. Dạ, em chào hai anh ạ. Hàng của mấy anh đi ạ. Của anh hết 534.000 anh. Sẵn mày đi mua cho tụi tao vài lon bia đi. Chứ tụi tao không thích uống rượu. Hay là anh thanh toán tiền hàng giúp em đi. Để em đi mua chưa? Mày nói chuyện nghe mắc cười quá. Mày lấy tiền của mày đó, mày đi mua đi. Rồi tụi tao trả tiền lại cho. Tụi tao có quỵt đâu mà sợ.
Nói thật với mấy anh nhé, vừa em mua thuốc cho em gái em rồi, còn một chút tiền thì mua hàng cho mấy anh. Bây giờ em không còn tiền nữa anh ạ. Anh thanh toán giúp em đi rồi em đi mua cho anh. Thôi, tiền đây, đi mua đi. Mày làm gì vậy? Cái này là vấn đề của tao. Mày có đi mua không? Mày mà không mua là tao không có trả tiền đâu nha. Thôi, bây giờ em còn chút tiền cuối cùng nữa. Hai anh đợi em 10 phút nữa rồi em quay lại nhé. Đi lẹ đi mày ơi, mày nói nhiều quá. Mày nè, mày mốt ra đường á, ăn mặc cho đẹp vào. Nhìn mấy thằng như tụi mày, mắc ói. Sao mày kỳ vậy? Người ta đã nói như vậy rồi mày còn làm khó người ta nữa. Mấy thằng đó nó giả nghèo đó, mày cũng tin nữa hả? Cái vấn đề đó là của người ta, hay mày định giữ trò gì? Tao có giả trò gì đâu. Tao chỉ thử lòng kiên nhẫn của mấy thằng shipper với nó thôi. Xíu nữa nó về, tao sẽ cảm ơn nó sau. Mà nói vậy thì ok đấy. Thôi nhậu đi, đang quá trời này. Nhậu về chán quá mày ơi, đi karaoke đi. Đồ ăn nhiều như vậy mà mày còn nhờ người ta đi mua bia nữa kìa. Thì cái đó là chuyện của người ta. Bây giờ tao mày lâu ngày gặp lại nè, cho tới bến đi. Thôi, đợi nó về tao thanh toán tiền đã. Rồi tao mày đi đâu thì đi. Sao mày lo chuyện bao đồng quá vậy? Đây không phải là lo chuyện bao đồng, nhưng mà mày làm vậy á, tao không đồng ý đâu. Thôi mệt quá uống đi. Nhậu với mày lúc nào cũng mắc hứng hết á. Alo anh ơi, em đã mua bia xong cho anh rồi, anh còn mua thêm gì nữa không để em mua một thẻ à? Mày nhiều chuyện quá. Lẹ đi, tụi tao định đi chơi đó. Mày mà về trễ là tụi tao đi gán chịu nha. Lúc đó đừng có ngồi đây mà khóc. Thôi à. Alo anh, alo, alo. Ê, mày đi với tao ở đây xíu việc rồi về. Mày tính làm gì nữa đây? Có làm gì đâu, thì đi đi rồi biết. Lẹ đi, mấy ông anh tao đợi bảnh á. Mấy ông điện nãy giờ nè. Đi. Còn ông shipper kia thì sao? Chứ ông về ông thấy bụng mình á, tội ổn lắm. Thì hồi ông về, ông không thấy tao thì ông điện chứ gì. Thì có gì mình trả tiền thêm cho ổng. Thôi lẹ đi, nó không đợi ổng á. Hay mày đi một mình đi, tao ở đây đợi ổng đó về rồi lấy đồ sẵn đợi mày luôn. Mày khùng quá. Lẹ đi. Tao không có đi xe. Xe tao ổng kìa. Đi. Đây nữa vậy. Nãy giao hàng rồi mà. Anh ơi, anh có nhờ em đi mua thêm bia cho anh ạ? Có nữa hả mày? Sao tao không nhớ gì chơi vậy? Mày xỉn rồi, làm sao nhớ được. Thôi tính tiền cho người ta đi, rồi về nhà nghỉ ngơi nữa. Tính con mẹ gì. Tao xỉn quá cần câu rồi.
Mày đem đó, mày về đi. Anh nhờ em đi giao hàng cho anh mà bây giờ em không có tiền. Bây giờ anh không đưa tiền cho em. Lương em có được đáng bao nhiêu rồi anh? Kệ mày. Ai biểu mày giao trẻ anh chi? Tụi tao đi nhậu chỗ khác. Ăn giờ no rồi. Mày đem về mày ăn đi. Anh ơi, chỗ dạ mua hàng nó hơi xa một xíu. Chứ em không muốn để mấy anh đợi lâu đâu à. Anh thanh toán tiền giúp em đi anh. Tiền chứ. Mày cần tiền chứ. Tiền đó. Lượm lên đi. Còn bọc đồ ăn này nữa. Mày đem về mày ăn luôn đi. Con chó. Thằng chó. Sao mày đánh tao? Nãy giờ tao không nói mày làm tới hả? Mày xem lại hành động của mày đi. Người ta lao động cực khổ như vậy mà mày làm vậy à? Mày nên nhớ, mày là bạn tao á. Tao tuyên bố, tao không có thằng bạn như mày. Mày xem là cách cư xử của mày đi. Nên mọi chuyện rõ rồi hả? Mày nghĩ đồng tiền mày có thể đem ra xúc phạm người ta hả? Tao nói cho mày biết, mày có tiền á, mà không có đạo đức á, thì cũng chỉ là số 0 thôi. Hay lắm. Anh ơi, cái tiền này còn thừa nhiều quá. Hay để em thối lại cho anh nha. Thôi, em cứ giữ lấy đi. Coi như tiền xăng cổ anh nãy chạy tới dùng luôn. Cảm ơn hai anh ạ. Còn mày nữa, về nghỉ ngơi đi. Rồi suy ngẫm lại cái hành động của mày. Mai tỉnh tao qua nói chuyện. Vậy như mày. Chó. Oh.